Ngày hôm nay, hãy cùng mình đi tìm hiểu một vị tướng có khả năng tăng sát thương và giáp cho cả bản thân và đồng đội, đồng thời cũng khiến kẻ địch vừa giảm sát thương và giảm cả giáp. Vị tướng đó có tên là gì? Cùng mình đi tìm hiểu trong video này nhé. Chào mừng các bạn đến với Tiêu Điểm Tướng, Minh Thế Ẩn. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với nội tại. Sau mỗi 5 giây, đòn đánh thường sẽ được cường hóa gây sát thương phép. Khi đòn cường hóa gây sát thương phép lên kẻ địch, sẽ hồi lại một lượng máu cho đồng đội được liên kết và máu cho bản thân. Nếu mục tiêu không phải là kẻ thù mà là lính hoặc là quái rừng, thì lượng hồi phục sẽ thấp hơn. Cụ thể thông số thì các bạn có thể nhìn ở trong màn hình hoặc truy cập trang web vuonggiavinhdieu.com thì mình đã ghi rất chi tiết và đầy đủ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với kỹ năng đầu tiên. Minh Thế Ẩn sẽ tung ma pháp giúp liên kết với một mục tiêu, với các mục tiêu khác nhau sẽ mang lại các hiệu quả khác nhau. Một lưu ý khi sử dụng chiêu thức này, khi chiêu thức này sử dụng lên đồng minh thì lập tức nó sẽ tìm đến cái đồng minh đó và tự liên kết, chỉ cần trong cái phạm vi hình tròn thôi nha. Thì dù các bạn có sử dụng chiêu thức đấy đi đâu, chỉ cần nó gần với vị tướng đó là lập tức nó sẽ tự liên kết lại. Còn đối với kẻ địch thì các bạn cần phải sử dụng một cách chuẩn xác nha, các bạn cần phải sử dụng chúng chứ nó sẽ không tự liên kết tới kẻ địch đâu, mà nó chỉ tự liên kết đến với đồng minh thôi. Hồi xưa thì nó không được liên kết với đồng minh đâu các bạn. Hồi xưa các bạn cũng cần phải sử dụng chiêu thức chuẩn đấy, nhưng mà bây giờ thì nó hỗ trợ các bạn sử dụng chiêu thức nó dễ hơn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các hiệu quả mà chiêu 1 này mang lại nha. Đối với đồng minh, khi liên kết với đồng minh sẽ tăng cho đồng minh công vật lý, công phép, tốc chạy và tốc đánh. Đặc biệt cái tốc đánh này sẽ tăng theo cấp nha các bạn, cực kỳ là có lợi luôn. Và khi mà liên kết với kẻ địch thì sẽ giảm công vật lý, giảm công phép của kẻ địch đi, và mỗi 0,5 giây sẽ gây một cái lượng sát thương phép nhất định. Ngoài ra, Minh Thế Ẩn sẽ gây 100% sát thương cho kẻ địch chạm vào sợi dây liên kết, và kẻ địch bị liên kết thì sẽ phát hiện tầm nhìn nha các bạn. Cái này sẽ cực kỳ có lợi khi mà các bạn đối đầu với những cái vị tướng có khả năng tàng hình, ví dụ như Akha này, Lan Đăng Vương, Thủ Ướp hoặc là Quỷ Cốc Tử đó, thì cái phát hiện tàng hình này cực kỳ là có lợi luôn. Đồng thời cái chiêu thức 1 này cũng sẽ nâng cấp cho bản thân, sẽ tăng 2/3 giá trị công vật lý và công phép, đồng thời sẽ tăng 15% tốc chạy. Và chiêu thức này thì các bạn có thể chuyển đổi trạng thái bằng cách sử dụng kích hoạt kỹ năng 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kỹ năng 2. Với chiêu thức này, khi các bạn kích hoạt, các bạn sẽ thay đổi trạng thái của dây liên kết mục tiêu. Khi mà liên kết với đồng minh thì sẽ tăng từ 20 đến 30% giáp vật lý và giáp phép. Cái này thì sẽ tăng theo cấp. Còn đối với khi liên kết với kẻ địch, các bạn sẽ giảm từ 20 đến 30% giáp vật lý và giáp phép của kẻ địch nha. Và bản thân của các bạn cũng sẽ được tăng 2/3 giá trị của giáp vật lý và giáp phép. Cái này sẽ không bị ảnh hưởng khi mà các bạn bị đứt liên kết, có nghĩa là bản thân các bạn sẽ được tự tăng cái giáp này. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần ulti. Minh Thế Ẩn sẽ niệm chú trong 0,75 giây và sau đó hiến tế máu của bản thân mình phóng về phía đối phương theo hướng liên kết. Nếu liên kết với kẻ địch sẽ gây từ 1.000 đến 2.000 sát thương cộng 150% công phép sát thương chuẩn nha các bạn. Còn đối với đồng minh thì sẽ hồi lại cái lượng máu tương đương với cái sát thương mà các bạn gây ra. Cái này có nghĩa là khi các bạn gây lên kẻ địch 1.500 sát thương chuẩn nha, thì các bạn cũng sẽ hồi máu cho đồng minh 1.500 máu. Và cái ulti này sẽ có một cái nội tại là Minh Thế Ẩn sẽ được hồi phục 5% máu đã mất mỗi giây sau khi rời giao tranh, có nghĩa là khi sử dụng cái này xong thì các bạn sẽ được cái nội tại hồi phục máu này nha các bạn. Và giá trị máu hiến tế sẽ không vượt quá máu hiện tại, và máu đã mất sẽ hồi trong 10 giây. Và 10 giây này thì các bạn sẽ hồi được tương đương 50% máu đã mất của các bạn. Còn với cái phần giá trị máu hiến tế không vượt quá máu hiện tại là sao? Thì ví dụ khi mà các bạn có 1.600 máu và các bạn gây sát thương lên kẻ địch, các bạn mất 1.500 máu không thì các bạn vẫn còn 100 máu. Nhưng khi bản thân các bạn chỉ còn 100 máu thì các bạn vẫn có thể gây được 1.500 sát thương lên kẻ địch, và các bạn chỉ mất 99 máu thôi, các bạn vẫn sẽ còn lại 1 máu để các bạn có thể sống sót nha. Và ulti của này sẽ dựa theo sát thương phép của các bạn đang có. Các sát thương phép càng nhiều thì các bạn sẽ gây sát thương càng lớn. Nhưng mà các bạn đi SP thì các bạn nên ưu tiên lên hai món đồ phụ trợ nha. Ngoài ra thì các bạn
những cái món đồ sau thì các bạn có thể lên hai món đồ phép thuật, chứ cũng đừng lên full. Các bạn lên đồ hỗ trợ team là chủ yếu, bởi vì con này nó không có chiêu chạy mà, thì bảo vệ các bạn và bảo vệ AD là cái mục tiêu đầu tiên. Vừa rồi thì chúng ta đã đi qua về bộ chiêu thức của vị tướng Minh Thiên Ẩn. Nếu mà bạn nào có thể chưa rõ, nếu các bạn chưa rõ thì có thể lên trang web vuongdaminhdieu.com, các bạn gõ Minh Thiên Ẩn ra, thì ở trên đấy mình có tất cả các vị tướng, các bạn cần vị tướng nào các bạn có thể vào trong đấy, mình có việt hóa hết rồi nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để chơi Minh Thiên Ẩn một cách tốt nhất. Thì đầu tiên chúng ta cần phải nhắc đến cái nội tại của vị tướng này. Cái nội tại của vị tướng này thì khi mà trong giao tranh ấy, khi đi giai đoạn đầu game đi đường với nhau, khi mà chưa có nhiều giao tranh nổ ra, thì cái việc hồi máu nó là rất cần thiết cho cả AD và bản thân Minh Thiên Ẩn. Chính vì vậy, dựa vào cái nội tại mà khi đánh lên người địch nó sẽ gây cái lượng hồi máu nhiều hơn, thì các bạn hãy cứ tập trung vào người nha, để các bạn gây sát thương thì các bạn sẽ hồi lại được cái lượng máu nhiều nhất. Và có một cái mẹo mình thấy khá là ok, không biết mình không thấy ghi ở trong trong cái bảng mô tả của chiêu thức nha, nhưng mà mình khi mà mình test mình thấy như này, có nghĩa là khi mà các bạn ở một cái lượng máu nhất định, các bạn mất một cái lượng máu nhất định ấy, các bạn không liên kết với bất kỳ ai thì bản thân của các bạn sẽ được hồi máu nha. Càng ít máu thì các bạn sẽ hồi lại càng nhiều máu. Đây mình có thử đây, các bạn có thể nhìn lên màn hình thì các bạn chắc chắn sẽ hiểu. Đấy, khi liên kết thì chúng ta sẽ không được hồi máu. Đó, anh em cứ để ý xem hết cái đoạn này là anh em sẽ rõ nha. Nhưng mà khi mà anh em bỏ liên kết ra, anh em hồi máu cực kỳ là nhiều luôn nha các bạn. Đó, không biết là cái này có thể là một cái nội tại ẩn của chiêu cuối chẳng hạn. Bởi vì cái chiêu cuối này khi mà các bạn sử dụng ulti thì nó sẽ hồi 5% máu mỗi giây trong 10 giây mà. Thì mình nghĩ là khi mà các bạn lên cấp 4 các bạn sẽ có cái nội tại ẩn này. Đó, thì ít người biết cái này lắm nha. Vì vậy trong giao tranh ấy, các bạn nếu mà yếu máu, các bạn không muốn về, các bạn đừng liên kết với ai, tự nó sẽ hồi lại một cái lượng máu cần thiết cho các bạn. Mình nghĩ cái mẹo này không phải là nhiều người để ý đâu, không phải ai cũng để ý cái mẹo này đâu. Mình làm video cho các bạn, mình test qua nhiều lần thì mình mới nhận ra cái điều đấy. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiêu 1 và chiêu 2, có nghĩa là liên kết với đồng minh hay là liên kết với kẻ địch, tạo giáp hay là tăng công vật lý nha. À, tăng giáp hay là tăng công vật lý, thì cái vấn đề này nó nằm ở việc tướng của các bạn nó như thế nào, với trận đấu nó diễn biến ra sao. Các bạn thấy bộ chiêu thức của Minh Thiên Ẩn nó đơn giản không? Rất là đơn giản nha, đúng không? Nhưng mà để áp dụng nào mà cho nó chuẩn ấy, thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Bởi vì các bạn cần phải dựa vào tình hình của team, dựa vào tướng của team các bạn để các bạn sử dụng một cách hợp lý, cũng như là team của tướng địch. Thì bây giờ mình sẽ vẽ một cái sơ đồ cơ bản khi mà các bạn sử dụng Minh Thiên Ẩn, các bạn sử dụng tăng công giảm công hay là tăng giáp giảm giáp như nào cho nó hợp lý nhá. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ vào giai đoạn đầu game chắc chắn chúng ta sẽ đi với AD rồi, vì vậy các bạn hãy liên kết tăng công cho AD nha các bạn. Đấy thì cái giai đoạn đầu game tăng công cho AD, thứ nhất là để dọn lính nó sẽ nhanh hơn, và thứ hai là AD của các bạn cấu rỉa tướng bên kia nó sẽ đau hơn. Và trong trường hợp giảm công thì nếu tướng AD của các bạn bị thoạt thì các bạn hãy lối cái sợi dây liên kết của các bạn vào tướng AD bên kia để cho tướng AD bên kia bị giảm công đi nha các bạn. Đấy thì đây cũng là một cái mẹo. Và đối với việc tăng giáp hay giảm giáp, thì tăng giáp thì trong trường hợp mà team bên kia có những cái vị tướng mà SB cứng như là Lưu Thiện này, Bạch Khởi hoặc là Liêm Pha, thì các bạn hãy sử dụng cái giảm giáp này lên những cái vị tướng đấy để cho AD cấu rỉa máu một cách nhiều nhất nha. Và khi mà các bạn cảm thấy bên kia bị cấu rỉa một cái lượng máu khá nhiều rồi thì hãy chuyển cái tăng công cho AD. Còn về giai đoạn giữa game là giai đoạn các bạn lui AD và AD các bạn bắt đầu xanh rồi, thì hãy cứ liên kết với AD thôi. Đấy, cứ tại vì lúc này là team bên kia cũng có sát thương rất là nhiều rồi, các bạn cần phải kèm cặp AD rất là nhiều, bởi vì các bạn có liên quan đến ulti để các bạn hồi máu cho AD nữa. Cho nên là giai đoạn giữa game này cứ để ý, cứ nuôi và bảo vệ AD thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với giai đoạn cuối game. Giai đoạn này là các bạn sẽ cân nhắc đến cái việc tăng giảm giáp nha. Bởi vì lúc này cuối game cả hai bên đều full đồ rồi, đúng không? Thì trong trường hợp mà team bên kia nó mạnh hơn ấy, nó có những cái vị tướng lao vào và giáp của nó rất là nhiều ấy, thì các bạn hãy ưu tiên nối giảm giáp những cái vị tướng ấy nha. Bởi vì cuối game 30% giảm giáp là cực kỳ nhiều luôn ấy, nó sẽ phế đồ đi cực kỳ là nhiều. Mọi người đừng coi thường cái việc tăng và giảm giáp này nha.
cái giảm giáp này sẽ cực kỳ có lợi đối với những cái vị tướng trâu bò ở bên kia chiến tuyến. Khi mà về cuối game nha, lượng giáp và lượng đồ của cả hai bên đầy đủ rồi, mà việc các bạn bị giảm mất 30% giáp thì nó tương đương, ví dụ các bạn có 6 món đồ giáp thì các bạn đã bị phế đi 2 đồ giáp rồi nha. Mà nếu mà các bạn tăng được 30% giáp cho đồng minh của mình thì coi như các bạn đã được thêm 2 đồ. Đấy là mình nói ví dụ thôi chứ không ai người ta lên 6 món đồ cả. Nhưng mà mình nói như thế để cho các bạn hiểu, nó sẽ giảm đi 1 phần 3 đúng không? 100% thì tương đương với 3 món đồ thì giảm đi 1 phần 3 giá trị của cái giáp đấy rồi. Đó, các bạn thấy có lợi không? Các bạn cứ thử chơi mình đi ẩn đi mà xem. Đến về cuối game các bạn búp liên kết cái giáp này vào tướng đỉnh, những con tanh nào mà trâu ấy, thì khi mà các bạn búp cái này các bạn team các bạn gây sát thương lên cực kỳ là nhiều luôn. Còn khi mà các bạn liên kết với đồng minh của team mình ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là nó cứng một cách khủng khiếp luôn. Thật ra là chơi minh thiện các bạn hãy cứ nghĩ đơn giản như này: team bên kia có con nào giáp nhiều thì các bạn hãy giảm giáp con vị tướng đấy nếu mà nó lao vào. Bên mình những cái vị tướng công sát thương nào nhiều thì hãy nối tăng công sát thương để cho nó mạnh hơn. Và đặc biệt lưu ý là chúng ta ưu tiên nối AD nha, bởi vì nó còn tăng tốc đánh nữa, tăng tốc đánh cho AD thì nó cực kỳ là mạnh luôn. Chứ còn pháp sư thì mình rất ít nối, hạn chế nối thôi. Mình thấy cái nối tăng công nó khỏe ở cái tăng tốc đánh ấy, tăng đến 20-30% thì nó ngang với một món đồ tăng công tăng tốc đánh của AD rồi còn gì. Còn về cái việc mà muốn tăng giáp cho đồng minh ấy, thì các bạn hãy thỏa thuận trước với nhau. Ví dụ là tao muốn mở giao tranh pha này thì mày liên kết cho tao để tao vào, tao sẽ có thêm cái lượng giáp đấy, thì lối cho những cái vị tướng tanker hoặc mở giao tranh cho team mình. Và mở giao tranh xong, khi mà câu dồn cảm thấy là câu được khá nhiều chiêu thức rồi thì các bạn lại nối về cho vị tướng chủ lực của các bạn. Đấy thì thực ra chơi cái này là do anh em để ý thôi, chứ còn mình nói ở đây thì các bạn sẽ rất khó là hình dung. Còn một điều mà các bạn cần phải biết ở ulti, đó chính là khi mà các bạn liên kết với đồng minh hoặc kẻ địch và các bạn sử dụng ulti, nếu đồng minh chết hoặc kẻ địch chết trước khi cái ulti này được sử dụng thì các bạn sẽ được hoàn lại 50% thời gian hồi chiêu nha. Và đó là tất cả những gì mà mình hiểu về vị tướng Minh Thiện này. Và các bạn nào có những cái ý kiến hoặc có những cái đóng góp bổ sung gì về vị tướng này thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới bình luận. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên cho mình xin một nút like, một lượt share và comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. À quên, anh em mình muốn làm tiêu điểm tướng về vị tướng nào thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye.